Chào các anh chị và các bạn. Sáng nay là 25 Tết, cũng là ngày 19 tháng 1 năm 2020. Chúng ta đang có mặt ở đây là hẻm 103 Cô Giang. Và sáng nay chúng ta sẽ đi ăn sáng ở hủ tiếu của Dìn ở 103 xuyệt 4 đường Cô Giang. Ngày xưa thì chợ Cô Giang đông đúc, hôm nay thì bán hoa nè. Dạ. Chúng ta sẽ hôm nay mình sẽ ăn sáng nha, hủ tiếu. Đó, nồi nước lèo nhìn hấp dẫn chưa? Dạ được. Thoải mái. Không, mình phải gắn điện thoại vô. Dạ đúng rồi. Gắn điện thoại vô. Dạ. Một giấc thôi. Dạ đúng rồi. Anh làm của em chưa? Tới của em chưa? Không rồi, đang làm. À. Chia sẻ cho mày quảng cáo. Nó ngon sẵn rồi, khỏi quảng cáo. Hay một tô nữa gì, hay một tô mà ít thì ít, giống như một giấc mì vậy thôi. À, vô mình coi chặt gà nha. À, đây phải ăn buổi sáng nè, như 6 giờ chưa bán luôn. 6 7 5 giờ rưỡi là có rồi. 5 rưỡi tới khoảng 9 giờ là hết rồi. 9 10 giờ rồi. 9 10 giờ. Chung có vài tiếng buổi sáng nè. À, tô này của em hả? Đặc biệt luôn hả? À, tô đặc biệt hấp dẫn chưa? À, nguyên con gà luôn. Đây để bưng ra cho. Nè bỏ luôn đi chị. À. Ủa xin đi con Hà ơi, cái hậu à. Cái gì? Con này có chưa? À, hôm nay có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ này. Chào bà cô chú đi. Chào bà cô chú. Ừ. Chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp quá. Vậy. À, cái gì hẹn gặp lại gì vậy? Chưa ít xỉu à. Rồi mở lên rồi à, con này ăn là gì? Hủ tiếu dai với gà với phèo à. Hôm nay gà nguyên miếng luôn nha. Hôm nay mình ăn tô đặc biệt nè. À, đặc biệt quá trời, da gà luôn. Ở Việt Nam thì da gà rất là ngon, nhưng mà chắc ở có một số anh chị và các bạn không thích da gà. Con không thích. Con không thích hả? Con có thích không? Tôi đặc biệt thì gồm có Coca-Cola đi. Này là bao tử nè. Bao tử rồi gà chặt nè. Đó, nguyên cái đùi gà luôn. Gà đây là gà ta rất là ngon. Con miếng xì tin đi. Xì tin hả? Thôi. Ho mà. Ờ xì tin màu đỏ. Ho mà nước ngọt gì. Ngon. Ăn xong mình về đi hớt tóc. Hớt tóc về tắm hồ bơi. Ừ, phải luôn. Ở đây tô đặc biệt chắc khoảng 40.000. Không, không biết phải vậy không? Chắc phải 45. À, nhìn rất hấp dẫn ha. À, chúng ta thử cái miếng này gọi là bao tử nè. Mời các anh chị và các bạn nha. Ủa, ăn da gà mập hả? Còn hủ tiếu nó dai ngon, dai dai dẻo dẻo, giống hủ tiếu cào vậy á, phải không? Đúng rồi, giống hủ tiếu con cào á.
hủ tiếu tàu, bạn đồng nó hủ tiếu con tàu. Tàu thôi. À, đúng rồi, tàu thôi, con tàu. Ừ, sao đâu biết được vậy? Đây là số vợ. Mi là số 1. Đúng rồi. Con là số 1 luôn. Đúng rồi. Ngon đồng. À, lúc nãy thì đi ăn phở. Bạn đồng đó, bạn đồng nhỏ đòi đi ăn phở nhưng mà phở Huệ ở chợ nhỏ. Người ta nghỉ Tết rồi. Người ta nghỉ Tết sớm rồi. Do họ quê họ ở xa đó. Cô Bác Long cũng là số 1 luôn. Hôm nay cũng là số 1. Số 1 thôi hoặc là bà có được không? Nghĩ Tết từ 23 Tết chỗ phở chợ nhỏ. Chứ thôi là hôm nay là chúng ta sẽ ăn phở rồi mình sẽ đi vô chợ. Nhưng mà hôm nay ăn phở ăn hủ tiếu ở đây, hồi mình đi chợ Cô Giang xem thế nào nha. Coi cái hình ảnh của chợ Cô Giang Tết năm rồi với Tết năm nay như thế nào. Đúng rồi, hơi buồn thiêu luôn á. Giờ không coi là chợ nữa. Bánh canh. Đường Cô Giang thôi. Thử cho gạt à. Nhai kỹ vô. Sao? Ủa thấy chưa? Ừ. Hồi mình xé nhỏ thôi. Like it. Này em hay gọi nị á, nị là tên nị chứ không phải là nị là bạn, không phải. À, nị là tí nị á. Ở nhà tên là tí nị. Con số anh chị lớn rồi chứ nị. Con số anh chị tưởng là chú nị là phải honey. Tình cảm ở nhà ta. À, bà cho miếng mèo nha. À, mời các anh chị ăn. Đừng phèo nha. Này có. Nó phèo rất là nhiều cholesterol. Nè, phèo rất là mềm. Bây giờ còn sớm nên chưa đông lắm. Mình nhìn thấy quán nè, sạch sẽ. Kêu chán quyết. Con sao ơi. Cái bao tử giòn ngon. Đậu ăn sao đồng? Ngon. Ngon hả? À, đừng gót bà, để bà gót. Mẹ nó khó rồi, khó rồi. Sao hết rồi? Con chén quyết cô ơi. Dạ dạ. Cục đùi nữa. Nãy giờ mình chưa ăn cái món chính nè. À. Ba hết rồi. Mời các anh chị và các bạn nha. Ăn với mình nè. À, chấm một miếng nước mắm. Gà rất là dai. Gà ta. Ở đây đặc biệt có cái huyết đó, rất là ngon. Bữa chúng ta có ăn một lần rồi đó.
bữa là phần bình thường, hôm nay là phần đặc biệt, có đầy đủ hết, rất là ngon luôn. Để hồi có giá bao nhiêu rồi em để trên màn hình để các anh chị tiện theo dõi nha. Là mình bổ sung thêm một cái địa điểm, một thêm một cái món ăn nữa ở khu vực Cô Giang, Cầu Muối. Và nếu có dịp đến Sài Gòn thì chúng ta cũng có biết thêm một địa điểm để mình đến đây ăn nữa. À, một số hình ảnh ở trong hẻm 104, 103 và quán hủ tiếu Anh Dìn với lại tô hủ tiếu đặc biệt, đặc biệt gồm có gà, quy là chị, quy là vợ ảnh, trong đây cũng không có tên, tên gia đình thôi. Nãy có phèo nè, có gà, rồi có bao tử, rất là ngon. Đó, trong cái đùi gà là cái phần này cũng không kém phần hấp dẫn nè. Đó, này là cái giống như cái đầu gối, nó có cục gân rất là ngon. Đi tìm ớt cho My coi nè. Tìm ớt cho My coi. Đặc biệt con gà ta thì cái gân của nó ngon hơn. Gì vậy? My muối gì? Ớt. Ừ. Câu tiếng Anh là gì? Chè. Dừng đổ nha, dừng đổ đồ hết nha. Và đặc biệt tới món thêm ở đây đó là chén quýt nè. Quýt đây rất là thơm, rất là ngon, rất là mềm. Mời các anh chị nha. Dẻo, rất là ngọt. Đồng ăn nè em Đồng. À, đoạn quế đi. Thăng cục à, thổi nguội. Thổi lên nguội. Ra đây, dạ đây, dạ đây. Dạ. À, lúc nãy thì bạn đồng nhỏ ăn rồi ngon quá. Mình thì phải kêu thêm một phần hủ tiếu không, rồi bỏ vô. Đó, tô hủ tiếu vô quá trời thịt, thịt còn nhiều hơn hủ tiếu nữa. Nay nị ăn cũng yếu. Yếu ăn ít. Có hai tô à, yếu có hai tô. Dĩ đông. Cay hả? Đừng miếng nữa nha. Rất là ngon luôn. À, thành hai tô luôn. Dạ. Yeah. Copy thành hai tô luôn. Rồi mình đi thưởng thức đây đi. Ăn mình đi. Anh đi vòng vô hẻm rồi. Ăn mình cho nó tự nhiên á, để có nhiều quá ngại, đông người quá ngại. Thôi đi ra vô hẻm đi chơi. Rồi để Nị ăn một mình, trong khi chờ đợi Nị ăn thì chúng ta đi một vòng vô hẻm xem bà con ăn Tết nha. À, người ta lau dọn bàn thờ rồi rửa nhà. Ô cái máy bự kìa. Chở mai về. Cây mai ăn Tết nè, chuẩn bị ăn Tết nè. Cây mai này mắc tiền nữa nè. Ô còn đây cây đu đủ nè. Quá trời trái luôn đồng ơi. Ừ quá trời trái đu đủ nè.
coi coi chú đẩy xe nè, coi chú đẩy bông mai nè. Để bà phụ. Để phụ nó vô, lấy cái miếng lót đó chú. Nha. Ông nhóm lên đi, nhóm xéo lên đi chú. Thở lên. Không, vô luôn. Thầy vô đi. Đúng rồi đó. Cây này bự quá trời bông luôn. Nè. Dưỡng này lấy về ha. Cây này mặt tiền để ngoài sân là nghi lắm. Nếu lấy nó cũng khó lấy, nó nặng quá. Quá trời đẹp ha. Cắt mấy cây nhỏ nó dễ bưng. Nhà sư phụ nè. Nhà sư phụ ở đây lớn nhất ở đây nè. 2 căn. Và một số hình ảnh ở trong hẻm 103, hẻm Phú Quý, đường Cổ Giang, gửi các anh chị và các bạn. Rồi nhà chú Dũng nè. Đồng ở đồng xe đó. Và quán ăn hủ tiếu anh Dìn. Hôm nay chúng ta ăn một món hủ tiếu phần đặc biệt, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Rồi bye bye các anh chị và bạn, chúc anh chị và bạn năm mới ăn sang thịnh vượng vạn sự như ý. Chào cô chú. Chào bảo chú đi, bye bye đi. Các bạn bảo chú đi, bye bye đồng. Nhịn đâu không à. Hỏi coi mi ăn xong chưa. Thôi xe để bắt đinh vô cái đã.